Pacific Rim là siêu phẩm với những tín đồ robot khổng lồ. Nhờ những trận chiến long trời lở đất giữa Jaeger và Kaiju, nhờ tạo hình cùng kỹ xảo quá độ chân thực khiến khán giả đắm chìm trong mỗi phút giây thưởng thức, và nhờ câu chuyện đơn giản mà nhân văn. Nhưng, 5 năm sau phần phim nguyên bản, hậu truyện của đại chiến Thái Bình Dương đã không thể chạm tới thành công trong quá khứ, nếu không muốn nói là thất bại nặng nề. Vậy chuyện gì đã xảy ra với bộ phim này? Vì sao đoàn làm phim đã không thể khai thác thành công những chất liệu cực hấp dẫn? Nguồn gốc của chiến bại là từ đâu? Hãy cùng Phê Phim giải đáp trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi bắt đầu, phần sau của video sẽ tiết lộ những nội dung quan trọng trong hai phần Pacific Rim, nên các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi xem. Pacific Rim Uprising lấy bối cảnh năm 2035, tức là một thập kỷ sau những sự kiện của phần phim gốc. Chuyện phim xoay quanh Jack Pentecost, con trai của thống soái Stacker đã anh dũng hy sinh. Trong chuyến phiêu lưu này, Jack vừa phải kế thừa di sản của cha, vừa phải điều khiển những Jaeger chống lại bè lũ Kaiju đã tìm được cách thôn tính trái đất một lần nữa. Những Jaeger giờ đây được nâng cấp để mạnh hơn, cơ động hơn, những đám quái vật biển cũng thêm phần bá đạo, mang đến những trận đánh khủng khiếp hơn 10 năm trước rất nhiều. Có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện trong phần phim này như John Boyega, Scott Eastwood hay Adria Arjona. Mặt khác, dàn diễn viên cũ bao gồm Rinko Kikuchi, Charlie Day và Bern Gorman cũng trở lại. Với dàn diễn viên giao thoa giữa mới và cũ, cùng một cốt truyện giàu tính hành động, Pacific Rim Uprising được hy vọng là sẽ tiếp nối thành công của phần phim trước, mở ra một chuỗi phim nguyên bản giữa thời kỳ mà đâu đâu cũng nói về phim siêu anh hùng. Nhưng, phim đã không làm được điều đó. Thậm chí, nó còn trở thành quả tạ đối với xưởng phim Legendary. Đầu tiên là ở mặt thương mại. Tuy có màn thể hiện tương đối khả quan ở tuần đầu ra mắt, nhưng khi kết thúc quãng đời chiếu rạp, những Jaeger chỉ bỏ túi có 290,5 triệu đô. Dù kinh phí sản xuất đã giảm so với phần phim đầu tiên, nhưng doanh thu như thế vẫn là quá ít. Theo tờ Deadline, Pacific Rim phần 2 phải kiếm về 350 triệu đô mới mong hoàn vốn. Như vậy, phim đã gia nhập câu lạc bộ bom xì trong năm 2018, bên cạnh những câu chuyện về Han Solo hay Robin Hood. Mặt chuyên môn của phim cũng khá ảm đạm. Cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng đều chấm điểm phim thấp hơn nhiều so với người đàn anh. Dù những con số không đến mức thảm họa, nhưng như thế là quá đủ để người ta đóng băng mọi ý tưởng về phần 3. Đây là một cú đấm khá đau với xưởng phim Legendary, vì thể loại quái vật đại chiến vốn là sở trường của họ. Công ty này đứng sau thắng lợi của những Godzilla, Kong và Thế giới khủng long. Song, nếu ngược dòng về quá khứ, ta sẽ thấy thất bại của Pacific Rim Uprising không phải một điều gì đó quá bất ngờ. Chuyện là vào năm 2012, thời điểm mà Pacific Rim còn chưa ra mắt, đạo diễn Guillermo del Toro đã dục dịch lên ý tưởng cho phần hậu truyện. Trong một buổi phỏng vấn, ông khẳng định đang thực hiện kịch bản cùng tay viết đứng sau những phim về dị nhân hay Avengers. Chưa dừng lại ở đó, Travis Bickham, người chap bút cho phần đầu tiên, cũng vào cuộc với vai trò cố vấn. 3 năm sau, Guillermo đã hoàn thiện storyboard và tạo hình nhân vật. Ông còn ấn định luôn thời điểm công chiếu phần 2, rồi gửi những bản dự thảo cho xưởng phim Legendary. Đến đây thì tàu khó mà chật bánh được, vì giám đốc studio từng nói thế này: "Chúng tôi sẽ chỉ là phần hậu truyện nếu được mổ xẻ kịch bản, và đều đồng ý rằng nó cực hay và phải có Del Toro trở lại đạo diễn nữa." Nhưng mà tiến trình làm phim đột ngột dừng lại đến nửa năm trời. Sao lại thế nhở? Chẳng phải Guillermo del Toro đã đạo diễn và biên kịch rồi đó thôi? Lý do đầu tiên và dễ thấy nhất, đó là không có chỗ quay phim. Cụ thể, lúc ekip chuẩn bị bấm máy, họ lại phải nhường phim trường cho một đội ngũ khác. Trong nghề, người ta thường hay đặt trước. Giả sử chúng tôi đặt lịch ở trường quay Pinewood, họ sẽ giữ chỗ luôn. Nhưng có người lại cướp mất vị trí đó, đó là ekip của Triple X phần 3, phim mà Vin Diesel đã đóng chính. Họ lấy slot của chúng tôi luôn mà. Nhưng mà phía Legendary muốn dĩ hòa vi quý, không tranh chấp gì cả. Thế nên phim mới bị đắp chiếu 6-7 tháng trời, Guillermo del Toro kể. Legendary không đưa ra phát ngôn chính thức nào, nhưng rất có thể chuyện tiền nong cũng là một trở ngại. Cần biết, dù Pacific Rim phần 1 là phim chất lượng, nhưng nó không phải thành công vang dội tại phòng vé, thậm chí còn mất rất nhiều thời gian thì mới hoàn vốn. Với phần phim đầu tiên có kinh phí khủng mà lại rủi ro như vậy, Legendary có lý khi chùn chân, chưa dám đánh canh bạc cho hậu truyện. Trên thực tế, còn một lý do nữa dẫn đến pha cố thủ của Legendary. Chẳng là vào thời điểm đó, xưởng phim này chuẩn bị được mua lại bởi Wanda Group, một tập đoàn đến từ Trung Quốc. Đáng chú ý, Pacific Rim từng rất thành công tại đất nước tỷ dân, đến mức đây là thị trường mang đến nguồn doanh thu lớn nhất cho cả phim. Vì vậy, tầm nhìn của Legendary đó là tạm thời hoãn việc sản xuất phần 2 cho đến khi về tay của Wanda, rồi cho công ty mẹ đầu tư nhằm tối ưu lợi nhuận. Quyết định này nghe có vẻ hợp lý dưới góc nhìn kinh tế, nhưng về mặt điện ảnh thì chưa hẳn, vì nó dẫn đến sự ra đi của một số gương mặt quan trọng. Đầu tiên là đạo diễn Guillermo del Toro. Ban đầu, ông vẫn cố gắng chỉnh sửa kịch bản với mong muốn thuyết phục xưởng phim đẩy nhanh tiến độ sản xuất.
Nhưng cuối cùng, nhà làm phim người Mexico không thể ở lại nữa, vì tại thời điểm ấy, ông đang đứng trước một trong những phim quan trọng nhất sự nghiệp, đó là The Shape of Water. Có lúc, tôi đã đứng giữa Pacific Rim và phim về Justice League. Tôi chọn Pacific Rim, nhưng xưởng phim lại không bật đèn xanh vì họ đang trong quá trình chuyển giao. Họ nói, ta phải đợi 9 tháng đấy. Thế là tôi đáp, không được đâu, tôi có dự định khác rồi. Sau đó, tôi chuyển sang làm The Shape of Water, Del Toro chia sẻ. Trên thực tế, hai người bạn thân thiết của vị đạo diễn là Alejandro Iñárritu và Alfonso Cuarón cũng khuyên ông nên chia tay với vành đai Thái Bình Dương để dồn toàn lực cho Người Đẹp và Thủy Quái. Với tình cảm và tâm huyết dành cho Pacific Rim, Guillermo không dứt áo ra đi. Ông chuyển sang làm nhà sản xuất, nhường vị trí đạo diễn cho Stephen Daldry, người đứng sau thành công của series Daredevil. Đích thân Guillermo đã dành những lời có cánh nhất cho tay kế nhiệm. Đó là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi thích Daldry, thích những gì anh ấy làm. Tôi thấy anh ấy là một người xuất sắc. Guillermo ra đi khiến vị trí bên kịch cũng thay đổi. Đã vậy, kịch bản còn phải qua tay đến hai người mới thực sự hoàn thiện. Thật đáng tiếc, vì Uprising không chỉ thiếu hụt ở vị trí đạo diễn và biên kịch, dự án còn mất luôn cả nam chính Charlie Hunnam. Charlie chia sẻ, anh từng là một phần trong tầm nhìn của Del Toro và cũng rất thoải mái trở lại. Tuy nhiên, khi tập đoàn Wanda vào cuộc và muốn đầu tư, họ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngay lập tức. Chẳng nghe thay, tại thời điểm đó, nam diễn viên lại đang đóng phim Papillon. Vì đã rất đầu tư cho vai diễn này, nên Charlie đã không thể bỏ ngang được. Phía Legendary cũng khó để trì hoãn thêm, nên hai bên đành chia tay. Cơ mà biến căng nào đã hết, Charlie đã ký hợp đồng với Legendary nên không thể quay ngoắt dễ dàng. May cho nam diễn viên là người của xưởng phim đều rất thoải mái và hào phóng, đặc biệt là giám đốc Thomas Tull. Này ông bạn, cậu đã định làm phim khác rồi, thì đó mới là nơi trái tim cậu thuộc về. Tôi không muốn cậu lên phim trường rồi lại không thoải mái, thế nên cứ đi đi, ông Thomas trả lời Charlie. Về sau, vị trí của Charlie Hunnam được giao lại cho John Boyega, nam diễn viên nổi tiếng nhờ vai Finn trong bộ ba hậu truyện Star Wars. Vậy là người cũ đã đi, còn kẻ thay thế cũng đã tới. Quá trình làm phim lại tiếp tục và Pacific Rim Uprising ra rạp vào tháng 3 năm 2018. Nhờ sự góp mặt của những thành viên mới, phim đã có nhiều điểm cải thiện so với người tiền nhiệm. Trước hết là nhân vật chính. Trong phần trước, Riley Beckett tuy là tay phi công can trường của bản lĩnh nhưng lại ít chuyển biến về mặt tâm lý. Mang tiếng là kép chính, nhưng anh chàng còn không có câu chuyện thuyết phục bằng nữ phụ Marco Mori. Chàng Jack của John Boyega thì không như vậy. Anh có xuất phát điểm là một cậu trai hư, ngỗ nghịch, mang cho mình trọng trách kế thừa di sản từ người cha. Qua mỗi sự kiện, khán giả lại được thấy Jack thêm cứng cỏi, cuối cùng trở thành phi công với tài năng kiệt xuất. Một câu chuyện giàu cảm xúc, kết hợp với màn hòa thân chất lượng từ John Boyega, khi mọi biểu cảm, cử chỉ của anh đều rất dễ liên hệ, đã thổi một luồng gió mới cho Uprising. Những Jaeger không kém phần thú vị, mỗi robot đều có những điểm tinh chỉnh để nổi bật hơn, chẳng hạn như màu sắc, vóc dáng và bộ kỹ năng. Không chỉ dừng lại ở những thanh kiếm hay súng plasma, Jaeger còn phóng được cả tên lửa và vận động đa dạng hơn nhiều. Xem những cảnh chiến đấu như thế cũng đã mắt đấy chứ, phải không? Tóm lại, dưới góc độ một phim độc lập, Uprising không hề tệ khi thỏa mãn nhu cầu giải trí của nhiều khán giả. Nhưng với fan của Pacific Rim, đây là hậu truyện không thể chấp nhận được. Vì sao? Lý do đã hiện rõ ngay từ trailer phim. Khán giả có quyền nghi ngờ khi những gì họ thấy là khung cảnh sáng choang, tiệc tùng bong nóc, kaiju phá phách giữa ban ngày và robot nào nhìn cũng như người máy biến hình, đối lập hoàn toàn với thế giới u tối, nặng trình trịch đúng chất Guillermo del Toro ở phần phim trước. Sau khi ra mắt, người hâm mộ lại càng thất vọng hơn. Đầu tiên là về nhân vật, những gương mặt có vai trò quan trọng trong quá khứ hoặc là bị cho ra rìa, hoặc là bị bẻ lái khó hiểu. Ví dụ như chàng sĩ quan Riley, anh đã cứu cả thế giới trong phần phim trước, nhưng sang đến đây thì chỉ được nhắc lại vài lần, cũng không có tác động nào tới cốt truyện. Mà Kumari, chiến hữu dũng cảm cùng Riley cũng có mà tái xuất mờ nhạt. Ở phần trước, dù là nhân vật phụ, nhưng Marco lại thể hiện vô cùng ấn tượng nhờ một hành trình rõ ràng cùng tính cách đặc trưng. Câu chuyện của cô còn trở thành hình mẫu để người ta tạo ra Marco Mori Test, một hệ quy chuẩn cho những nhân vật nữ ở trong phim. Về cơ bản, bài test này yêu cầu nhân vật nữ có một tuyến truyện độc lập cùng tính cách rõ ràng, không chỉ để phục vụ hành trình của nhân vật nam nào đó. Những người từng vượt qua bài kiểm tra này có thể kể đến Mulan hay Wonder Woman. Trở lại với Uprising, trong lần tái xuất, Marco hoàn toàn khác so với trước kia. Cô chỉ mang cái danh lớn và không bổ sung nhiều sức nặng cho câu chuyện. Thậm chí, Marco còn phải bỏ mạng ở khoảng đầu phim để phục vụ hành trình phát triển của cậu em Jack. Thật cay đắng khi mà người tạo ra Marco Marites lại không thể vượt qua chính bài kiểm tra này. Thực ra, vai trò của nữ anh hùng ở đây đã không còn như trước. Nhưng mà giết chết một tượng đài trong quá khứ liệu có phải một hành động tàn nhẫn quá không? Rồi còn cả tay buôn Hannibal Chow nữa. Đúng là ông đã bị nuốt sống trong phần phim trước, nhưng ở cảnh After Credits, ông còn sống khỏe mà. Thực tế, bộ truyện tranh Pacific Rim Aftermath
có đề cập đến người đàn ông này, nhưng việc ông vắng mặt hoàn toàn ở phần hậu truyện vẫn là một điều gì đó khó lý giải, đặc biệt khi Hannibal là một nút thắt quan trọng ở trong câu chuyện phần trước. Phần tình tiết cũng bộc lộ vấn đề. Trong phần trước, những phi công vừa là người có sức mạnh thể chất phi thường, vừa là người có tâm trí cực vững để điều khiển Jaeger. Đến Uprising, nhiệm vụ khó khăn ấy lại được giao cho trẻ em. Không biết việc kiểm soát robot khổng lồ đã trở nên đơn giản hơn, hay nhà làm phim đã quên những sắp đặt của phần trước. Phần hình ảnh, vốn là điểm cộng cực lớn của phần trước, cũng không còn giữ được phong độ. Những trận chiến giữa Jaeger và Kaiju đã nổi tiếng nhờ độ hoành tráng và tính chân thực, khi mỗi bước di chuyển đều có sức ỉ nhất định. Uprising thì lại khác, mỗi chuyển động đều mượt mà đến khó tin. Những Jaeger không còn giống cỗ máy phòng thủ, mà như bước ra từ phim của Michael Bay. Đấy là còn chưa kể đến việc thời lượng của những trận đánh bị giảm sút khá nhiều. Đây là một lỗ hổng đáng kể trong chiến lược kể chuyện, khi phần phim trước gặt hái thành công chủ yếu nhờ những pha giao tranh giữa hai phe khổng lồ. Tóm lại, Pacific Rim: Uprising giống như một cú sút vào sự hiện diện của người Anh. Phim không chỉ xô đổ những khía cạnh làm nên thành công từ phần trước, mà còn bổ sung những chi tiết không đáng có. Thế nên, thất bại là điều dễ hiểu. Vậy sau tất cả, thương hiệu này còn có thể trở lại? Mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc đâu. Vì đầu năm 2021, Netflix đã phát hành series hoạt hình về vành đai Thái Bình Dương, hứa hẹn cơ hội mở rộng vũ trụ điện ảnh này trong tương lai. Ngoài ra, người trong cuộc khẳng định họ không kể gì về Riley Beckett trong Uprising là để mở đường cho nhân vật này trở lại. Nếu đây là một tầm nhìn nghiêm túc, Legendary sẽ có rất nhiều điều phải làm. Tuy nhiên thì tại thời điểm này, cả sưởng phim và đạo diễn kiêm nhà sản xuất Guillermo del Toro đều chưa có kế hoạch cụ thể nào cho Pacific Rim phần 3. Ngay cả diễn viên Charlie Hunnam cũng không mặn mà cho lắm. Khi tôi không tham gia vào phần hậu truyện, đó là dấu chấm hết cho nhân vật của tôi rồi, anh nói. Và đó là câu chuyện đằng sau thất bại của Pacific Rim: Uprising. Các bạn thấy bộ phim này thế nào? Có xứng đáng chịu kết cục đau đớn như vậy không? Bạn có muốn chiêm ngưỡng những cô máy và quái vật khổng lồ xung trận trong thời gian tới? Hãy để lại bình luận và ý kiến nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và chúc các bạn xem phim vui vẻ. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.